Rồi các bạn thân mến, hiện tại bây giờ thì còn lại khoảng 1.000 kg, à, quên, 100 kg chục vít này, thì bây giờ bán xả, bán lẻ, bán sỉ luôn. Bán sỉ với lẻ đồng giá hả? Bằng sỉ đi trong khoảng đi. Cho lẻ, bán, thì 40 kg. Lẻ là mua 10 kg, bán lẻ là 10 kg, bán sỉ là 100 kg đó, bán hết. Là bữa nay bán sổ 100 ngàn một ký. Đó. Anh em nào mà mua về để bán lại hay để xài gì á, hoặc chia cho bà con xóm, ví dụ như người 2 ký đi, đúng không? Ví dụ xóm mình có 5 bạn, mình kêu 5 đó, thằng 2 ký. 2 năm là 10 ký. Rồi. Là anh mua thế này là 100 ngàn ký, hàng này tốt lắm các bạn ơi. Nè, cái này về mà đục á, đục á là coi như là bao tà, đó, ngon lắm các bạn. Đó, thì 100 ngàn một ký, đó, hàng mới là hàng Nhật á, Nhật chứ không phải là hàng tầm bậy đâu. Rất là nhiều loại, chủng loại các bạn. Tại vì cái này mấy cái nó nằm ở phía trên thôi. Đó, rất là nhiều loại. Đây nữa nè. Nè, các bạn thấy không? Nè. Đó, đột thấy đã không? Đó, rất là nhiều thứ ha. Nhiều loại lắm. Nhiều kiểu, cái nhiều kiểu. Con dẹp không á? Nhiều mà kiểu tô vít. Hả? Dẹp không hả? Con ba ke. Ba ke ít lắm. Dẹp là nhiều. Dẹp là nhiều. Ba ke ít lắm. Rồi, 100 ngàn một cân. Bán sổ, bán xả. Anh em nào có nhu cầu thì alo ha. Đây thí dụ này, đây loại này đó của Nhật đẹp chưa, đây loại này Nhật chắc chắn chưa. Rồi ở đây nè, nó dài nè, 30 phân Nhật chắc chắn chưa, cái này chống cách điện nè. Rồi đó, hàng nè, mới tinh hết đây. Rồi giá 100 ngàn là rất là rẻ đó. Đây đó, 100 ngàn. Mua về bán là ok luôn. Đây ha, như mấy vít này đã chưa, chạy giá tại kia đợi mưa 10 ngàn, có mấy ngàn cái thôi. Đây có ba ke nữa nè, này đủ kiểu con đà điểu. Ây da, trời ơi, đây đó, các bạn bỏ tiền ra ít đó, mà xài hàng Nhật luôn nè, này có 500 luôn nè. Đó, đầy đủ ha. Rồi 100 ngàn một ký, anh em nào có nhu cầu thì alo cho Hiếu, số điện thoại nằm trong phần mô tả video nha. Rồi mến chào các bạn, khi nào hết hàng mình sẽ ngắt số đi. Rồi xin thông báo như vậy nha, chứ đừng có khi mình ngắt số đi rồi thì xin vui lòng không hỏi nữa, có nghĩa là hàng đã hết đó. Như cái này, cái đầu rời nè, đầu rời nó có đầu dính trong này, mình đẩy qua cái là mình lấy đầu ra, đây bộ đầu nó đây. Rồi mến chào các bạn, rồi có nhu cầu thì alo cho Hiếu nha.